Thưa quý vị, mới đây tại Nghệ An, một vụ cháy nổ gara ô tô kinh hoàng đã xảy ra, sự công phá khủng khiếp của vụ nổ khiến cho hai người tử vong và 4 người bị thương. Trong số những người bị thương, có ba cháu bé là anh em trong cùng một gia đình, hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Cháu lớn nhất mới 14 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 8 tuổi, hai trong ba cháu bị thương rất nặng. Hiện tại các cháu đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Vào trưa ngày 3 tháng 4, Công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An thu thập tài liệu điều tra nguyên nhân vụ nổ tại gara ô tô khiến cho hai người chết, 4 người bị thương xảy ra vào chiều ngày 2 tháng 4. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 4, một vụ nổ đã xảy ra tại gara ô tô của anh Lê Tiến Hiển, chú ở xóm 12, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Vụ nổ khiến cho hai người tử vong là chủ gara và người bán đồng nát. Tại hiện trường, nhiều dụng cụ sửa chữa ô tô bị hất văng, trên nền đất có nhiều vết máu vương vãi, bốn người bị thương do ảnh hưởng của vụ nổ, gồm anh Nguyễn Duy Kỳ 38 tuổi và ba cháu nhỏ, Hồ Trọng Nhật 14 tuổi, Hồ Trọng Anh Đức 10 tuổi và Hồ Thị Khánh Vi 8 tuổi. Trong đó ba cháu Nhật, Đức và Vi là ba anh em ruột trong cùng một gia đình. Chị Hồ Thị Vượng, cô ruột của ba cháu chia sẻ, cháu Vi nhỏ tuổi nhất cũng là nạn nhân bị thương nặng nhất vì vết thương quá nặng, cháu Vi phải cắt cụt bàn tay phải, tay trái bị cắt mất hai ngón. Hai chân đang trong quá trình theo dõi nên chưa thể nói trước được điều gì. Còn Đức cũng phải phẫu thuật, hai chân bị thương rất nặng. Hai cháu nhỏ còn lại bị thương ở chân và một số vị trí khác đang được theo dõi. Điều trị tại bệnh viện ở huyện Quỳnh Lưu và thành phố Vinh. Tỉnh lại trên giường bệnh với chi chít vết thương lớn nhỏ trên người, cậu bé 14 tuổi Hồ Trọng Nhật vẫn chưa hết bàng hoàng. Khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 4, Nhật đạp xe để chở hai em ruột là Hồ Trọng Đức, 10 tuổi, và Hồ Thị Khánh Vi, 8 tuổi qua nhà ông họ ở cùng xóm để ăn đám hỏi. Khi cậu bé cùng các em đi qua gara ô tô Lê Hiền nằm trên quốc lộ 48E, bất ngờ nghe tiếng nổ kinh hoàng. Trong một bài viết mới đây trên báo Dân trí có tiêu đề Vụ nổ gara ô tô, ba anh em ruột gặp nạn trên đường đi ăn cỗ, chia sẻ về trải nghiệm kinh hoàng của mình, Nhật không giấu nổi sự hoảng hốt, kể lại. Cháu và hai em bị hất văng ra xa, khi tỉnh lại cháu đang nằm ở bệnh viện, đầu và toàn thân cháu đau nhức, mảnh vụn sắt găm khắp cơ thể. Hai em của cháu không biết có bị thương không? Ông Hồ Trọng Nhàn, 67 tuổi, ông nội của ba cháu bé. Những nhếp nhăn trên gương mặt ông xô lại, ánh mắt đượm buồn khi nhắc đến các cháu. Nhật chờ hai em là Đức và Vi đi trước nên gặp nạn. Bé Dương, con thứ ba đi bộ phía sau nên may mắn không sao. Nhà bốn đứa thì ba đứa nguy kịch trong bệnh viện. Ông cho biết thêm, Nhật là con lớn trong gia đình có bốn anh em, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố mẹ của Nhật là Hồ Trọng Nhâm, 41 tuổi và chị Lê Thị Hòa, 43 tuổi, không được thông minh nhanh nhẹn. Nhà đông con lại toàn con nhỏ, nguồn thu nhập của cả gia đình đến từ sao ruộng nhỏ nên rất chật vật và vất vả. Đã nhiều năm nay luôn thuộc danh sách hộ nghèo của xã. Số phận nghiệt ngã đã ập đến với gia đình nghèo, khiến cho cuộc sống vốn yên bình giờ chỉ còn nỗi lo lắng bất an khi ba người con của anh rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Anh Hồ Trọng Nhân, cha của ba cháu nhỏ, bị thương trong vụ nổ, ngồi co mình trên hàng ghế chờ trong bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Khuôn mặt bơ phờ, nhợt nhạt, dường như già đi cả chục tuổi sau một đêm gồng mình cùng các con chiến đấu giành giật lại sự sống trong phòng phẫu thuật. Đến tận bây giờ, anh Hồ Trọng Nhân vẫn chưa thể tin chỉ trong một tích tắc, các con của anh vốn khỏe mạnh, hoạt bát đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ký ức về buổi chiều ngày mùng 2 tháng 4 có lẽ là ký ức cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Chiều hôm qua, mùng 2 tháng 4, vợ chồng tôi đi qua nhà người thân sửa soạn lễ ăn hỏi cho người em. Trước khi đi, tôi đã dặn các con ở nhà chơi ngoan, tắm rửa rồi lát về đón. Nhưng không ngờ, ba anh em lại lấy xe đạp và tự đạp đi. Khi đi ngang qua gara sửa chữa ô tô Lê Hiển thì không ai gặp nạn lúc tôi chạy về thì chỉ thấy con nằm dưới đất nghĩ đến các con của mình mới lúc nào còn chạy nhảy tung tăng giờ nằm trên giường bệnh người đầy vết thương lớn nhỏ băng cuốn trắng xóa người đứa phải tháo tay đứa thì hôn mê anh nhầm nói bằng giọng rưng rưng hai cháu Vi và Đức được đưa vào bệnh viện sản nhi nghệ an cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì bị thương nặng ở hai tay hai chân riêng cánh tay phải bị dẹp nát phải cắt bỏ bàn tay trái bị nát hai ngón ngón áp út phải tháo một khớp. Hiện cháu đang hôn mê, cháu Đức cũng bị thương nặng, mắt phải cũng bị ảnh hưởng. Con cháu Nhật thì đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Quang Thành ở huyện Quỳnh Lưu. Ông bố trẻ tâm sự, tôi không thể nào tưởng tượng buổi chiều định mệnh ấy các con của tôi phải nằm đau đớn trên giường bệnh. Đáng ra các con tôi đang vui đùa, học tập cùng bạn bè nhưng lại nằm một chỗ thế này khiến cho tôi đau quặn lòng. Đau đớn lắm, các con tôi có mệnh hệ gì không biết sẽ sống sao dù bán nhà cũng phải cứu các con, ông bố trẻ tâm sự. Trong bài viết mới đăng trên báo điện tử Tiền Phong có tiêu đề Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô khiến hai người tử vong ở Nghệ An, ông Nguyễn Văn Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu Nghệ An cho biết, công an chưa đưa ra kết luận chính thức vụ nổ do bom hay vật thể gì khác. Thông tin điều tra được, trước khi vụ nổ xảy ra, người buôn đồng nát sống cạnh gara ô tô khi người này mang khối sắt nghi là bom có đường kính khoảng 30cm đến gara để nhờ cắt hộ. Ông còn cho biết thêm, khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện mảnh vỡ hay mùi khói thuốc nổ. Nguyên nhân vụ nổ có phải do bom, mìn hay vật gì khác thì phải chờ giám định hình sự đưa ra. Chỉ vì sự bất cần của người lớn mà ba cháu bé vô tội đã phải chịu nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần ngay lúc này người dân cần có ý thức phòng tránh tai nạn cháy nổ lại cần thiết như bây giờ nếu như người bán đồng nát và ông chủ gara không liều lĩnh cắt khối sắt nghi là bom đó thì đã không có sự việc đáng tiếc xảy ra mong rằng các em nhỏ trong sự việc đáng tiếc vừa qua sẽ sớm bình phục